chào mừng đến với Hồng Loan Game Center, nơi cung cấp máy bắn cá mini hai người chơi giá rẻ dưới 10 triệu đồng. Với những ai yêu thích trò chơi bắn cá, chắc chắn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ sản phẩm đầy hấp dẫn này. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và lắp đặt, máy bắn cá mini hai người chơi của chúng tôi sẽ giúp bạn và con cái của mình có những giờ phút giải trí vô cùng thú vị. Chỉ cần đưa vào một số tiền nhỏ, bạn sẽ có cơ hội thử vận may và giành những phần thưởng hấp dẫn từ những con cá được bắn. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đem lại niềm vui cho các bé mà còn giúp phụ huynh kết nối với con cái mình một cách thú vị và gần gũi hơn. Đây cũng là cách để giải trí và xả stress hiệu quả cho mọi người trong gia đình. Đặc biệt, với giá rẻ dưới 10 triệu đồng, bạn sẽ sở hữu ngay một sản phẩm chất lượng, thời thượng và đầy sức cuốn hút. Ngoài ra, Hồng Loan Game Center còn cam kết đảm bảo chất lượng và hậu mãi tốt cho khách hàng. Hãy đến với chúng tôi và trải nghiệm những phút giây thư giãn tuyệt vời cùng máy bắn cá mini hai người chơi. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng, vui lòng liên hệ số điện thoại 08-8888-0532. Chúng tôi rất mong được phục vụ quý khách hàng. Tôi là một người đam mê game và luôn tìm cách giải trí trong cuộc sống. Một ngày đẹp trời, tôi tình cờ phát hiện ra một loại máy chơi game mới, máy bắn cá. Ban đầu tôi cảm thấy hơi ngại ngần với trò chơi này, nhưng sau đó, tôi đã phát hiện ra rằng đây là một trò chơi rất thú vị và còn có thể chơi cùng người thân và bạn bè. Tôi quyết định mua một chiếc máy bắn cá hai người chơi giá rẻ dưới 10 triệu đồng để cùng với người yêu thưởng thức trò chơi mới này. Ban đầu, chúng tôi còn lúng túng và chưa biết cách chơi, nhưng sau khi tham gia vài ván, chúng tôi đã nhanh chóng nắm được quy tắc và trở thành những cao thủ trong trò chơi này. Không chỉ giúp chúng tôi giải trí, máy bắn cá còn giúp chúng tôi tăng cường tình cảm với nhau. Cả hai chúng tôi đều rất thích chơi và thường xuyên cùng nhau đánh bài, tìm kiếm những chú cá lớn để đổi thưởng. Đó là những giây phút thư giãn và tình cảm đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường mời bạn bè đến nhà chơi và thử sức với trò chơi máy bắn cá. Những cuộc thi đua top điểm cũng làm cho không khí vui vẻ và hào hứng hơn bao giờ hết. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi chơi trò chơi này. Nó không chỉ giúp tôi thư giãn mà còn giúp tôi tăng cường tình cảm với người yêu và bạn bè.
Nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi thú vị để giải trí, thì máy bắn cá là một sự lựa chọn tuyệt vời. Một lần nọ, khi đang thư giãn với máy bắn cá, tôi và người yêu cùng nhau trải qua một trải nghiệm đáng nhớ. Trong lúc chơi, chúng tôi cũng cảm thấy xúc động và đau lòng khi bắn chết những chú cá trên màn hình. Tôi lập tức nói với người yêu của mình, anh có cảm thấy như mình đang giết chết những sinh vật vô tội không? Cả hai chúng tôi đều thốt lên đồng thanh, đúng vậy. Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng cảm giác của chúng tôi lại khá thực sự và đáng ngại. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ hoàn toàn, chúng tôi quyết định tìm cách giải quyết vấn đề. Sau khi suy nghĩ, chúng tôi thống nhất sẽ chơi máy bắn cá với tinh thần cân bằng và kiểm soát hơn. Chúng tôi sẽ chỉ chơi trong những khoảnh khắc rảnh rỗi, không để nó chiếm quá nhiều thời gian và không quá nghiện. Điều này giúp chúng tôi vừa giải trí được, vừa không bị ảnh hưởng xấu đến cảm xúc và tư tưởng. Kết quả là, chúng tôi đã tận hưởng được giá trị giải trí của máy bắn cá mà không lo lắng quá nhiều. Chúng tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, cân bằng và kiểm soát là rất quan trọng, kể cả khi giải trí. Vì thế, nếu bạn muốn có một trải nghiệm giải trí tốt hơn, hãy chơi máy bắn cá với tinh thần cân bằng và kiểm soát nhé.阿瓜阁有死一只，平原咧拍几乎拢会死，神奇。阿哥头一只还好。难道传说中高中女是长发？打鱼，打鱼高手。妖怪，加五百。我也是啊，我爱台拍到300几顿无水气吧。很难操控。